Rồi, xin chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay vẫn là kỳ nghỉ lễ của 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Hôm nay thì em có review cho bác một cái quạt. Quạt này là quạt của hãng Mitsubishi các bác nhé. Thì cái quạt này là sử dụng điện một pha các bác nhé, 100V là điện một pha. Thì các bác có thể về sử dụng nó rất là đơn giản, là tại vì nó điện 100. Còn những có những con mà đường kính nó cũng lớn như thế này, như là đường kính 40. Đấy, nó chạy điện là 3 pha 200V. Đấy, 200V ấy, thì nó hơi có một chút phức tạp, giống như con này đây. Thì phải dùng qua biến tần nó mới dùng được các bác nhá. Ra biến tần thì mới xài được, chứ không xài qua biến tần là không thể dùng được các bác nhá. Còn nếu mà mình xài bằng cục K3 thì nó sẽ không có an toàn các bác nhá. Đấy, đây là cái lưu ý cho bác sử dụng. Đấy. Còn cái con này thì về cứ cắm điện 100V thôi, nên dòng điện 100V cấp vào cho nó. Em sẽ thứ nhất là em sẽ cho các bác nhìn công suất của nó các bác nhá. Công suất của con quạt này. Đấy. Đấy, cái con này thì là nó là dòng điện 100V cánh 40. Thì một giờ đồng hồ của nó là nó chạy 3180 mét khối khí trên 1 giờ các bác nhá. Trên 1 giờ. Đấy, với dòng điện là 100V 50Hz. Đấy, công suất là 110W các bác nhá, 110W kìa. Đấy. Còn với tần số 60Hz là nó lên đến 145W các bác nhá. Thì tất nhiên vòng tua nó sẽ cao hơn và nó lên tới 3780 mét khối trên 1 giờ. Đấy. Thì cái con cánh này nó có cái lồng ụp phía sau các bác nhá, lồng bảo vệ. Nguyên bản nó về như thế. Đấy. Thì bên đó người ta lắp sao thì nó về nó vẫn thế. Còn cái quạt bên ngoài thì hình thức thì nó hơi bạc màu một chút. Đấy, bác có thể về vệ sinh, bác sơn sửa lại cho nó đẹp hơn. Đấy, thì đấy là tùy các bác nhá. Đấy, nhu cầu của mình. Đấy, chỉ còn em về sao thì em bán thế các bác nhá. Đấy, chả có vệ sinh, chả có lau chùi gì hết. Đấy, quạt nó chạy ok là ok thôi. Đấy. Đây em sẽ đo bác cái đường kính của cái quạt này các bác nhá. Các bác có gì cứ nhìn liên hệ với em nhé, số điện thoại em sẽ để trên màn hình. Đấy, tư vấn thêm. Đấy. Đây thì cái này đường kính của nó là 52cm nhá, 52. Nó bằng nhau hết, tại vì là nó sẽ có một chiều thôi. Đấy, 52 hết nhá. Đó. Nghĩa là 52 vuông, còn cánh của nó là cánh 40 nhá. Bên Nhật Bản của nó tính là tính đường kính cánh nhá, là khác, còn cái vỏ bên ngoài là khác quá nhá, không bao giờ tính chung lại với nhau. Nên các bác lưu ý như thế. Đây em sẽ bật quạt cho nó chạy các bác nhá. Gió nó sẽ hút từ phía đằng cái bầu này đẩy về phía trước các bác nhá, nghĩa là mặt phẳng. Đấy. Nếu các bác muốn hút từ trong nhà hút ra thì bác sẽ quay cái đít quạt này vào trong nhà và ốp lên cái tường. Chẳng hạn như nó là như thế này. Chẳng hạn đây là một bức tường đúng không? Đấy, một bức tường. Đấy, thì bác sẽ muốn hút từ trong nhà hút ra thì bác sẽ ốp nó vào tường như thế này. Đấy. Từ trong nhà nó sẽ hút, nó đẩy ra ngoài. Đấy, đấy là cái hình thức là như thế. Còn bác muốn hút từ bên ngoài hút vào thì tất nhiên cái mặt này nhá thì bác sẽ mặt phẳng này này. Bác sẽ quay ngược lại. Đấy. Nói chung là bác cứ nhìn cái mặt phẳng này nó ở đâu theo hướng cái mặt mình đối diện với nó thì là gió nó sẽ thổi thẳng vào mình, nghĩa là nó hút từ bên ngoài vào. Nó là như thế thôi. Rất đơn giản, không có gì khó khăn phức tạp cả bác nhá. Đấy. Cái này là quạt thông gió bác nhá, quạt thông gió. Thường thường là lắp ở vị trí cao hoặc bên Nhật Bản người ta lắp cho công trình lớn thôi, nhà công ty thôi, chứ ở nhà dân thì ít sử dụng tới cái này, tại vì là nó rất lớn. Đấy, khi bác đóng cửa vào bác mới cảm nhận được nhá, lực hút của nó cực kỳ khủng các bác nhá. Tại vì em dùng cái quạt nhỏ em biết nhá, đóng cửa lại giống như trong ngoài sinh ấy, cánh 20 trước em hay bán ấy. Đóng cửa lại cái em bắt đầu nó hút tất cả những cái lỗ nào mà nó có gió hút vào nó hút hết. Này nó áp suất nó đẩy lên. Đấy, bây giờ em sẽ bật quạt chạy nhá. Đó. Đấy, quạt chạy còn rất êm các bác nhá, còn rất êm. Quạt chạy còn rất là êm bác nhá. Về chỉ có vệ sinh xong mình sơn cho nó trắng trẻo đẹp trai hơn, hoặc là thích sơn màu xanh hay là sơn màu gì thì tùy các bác. Còn đây là cái màu nguyên của nó kiểu như thế. Bên Nhật về không biết là sơn chưa thì nói chung là nó là như thế các bác nhá. Còn bác về muốn sơn màu gì thì rất là dễ, tại vì nó bằng sắt không à, nó rất là đơn giản. Điện 100V nhá, máy đang chạy đây. Đấy, rất êm. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Cái quạt này thì là em đang giao lưu với các bác, giá của nó là
2,5 triệu các bác nhé, giá sẽ bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Bác nào chuyển khoản thì là cái tiền phí ship nó thu hộ tiền nó sẽ ít hơn, tại vì nó không phải thu hộ tiền COD nữa và nó chỉ thu tiền ship thôi. Đấy. Còn bác nào nhận hàng trả tiền thì đương nhiên phí nó sẽ cao hơn, tại vì người ta thu tiền phí phí ship cộng với cái tiền mà thu hộ. Rồi, ok, thank you các bác nhé, cảm ơn các bác. Bác chờ các video. Đường kính là 52 nhé, đấy, gió rất nhiều. Cái này thì em đang dùng cái quạt của nó rất là nhiều. Đây là hai cái là có cái lồng. Đấy, nó có cái lồng bác nhé. Đấy, gió này. Bác nhìn thấy không? Đấy, thổi kìa. Bác nhìn thấy cái tấm giấy từ xa. Đấy. Đấy, bác nhìn ra tận là cái điều hòa ngoài kia nhé, lực hút nó rất là mạnh quá nhé. Đấy, điều hòa tận ngoài kia kìa. Đấy, gió đang phạch thổi tận ở ngoài đó. Đấy, những cái băng keo băng kiếp ấy. Nói chung là quay ở đây thì em không đi ra đó được, tại vì em đang cầm máy quay ấy. Đấy, khi em đi ra ngoài đó được thì em sẽ cho các bác nhìn. Đấy, nó thổi cánh này quay nó biết rồi. Gió nó rất là nhiều. Thì nhà sản xuất nó công bố sao thì là nó sẽ vậy các bác nhé. Tại vì người ta thiết kế, người ta đã được kiểm chứng đàng hoàng rồi. Đây em sẽ tắt cái quạt cho các bác nhìn này. Đấy. Nhiều bác bảo quạt cũ mà sao mắc thế thì xin lỗi các bác, chứ bác mua cái quạt ở đây mới không ăn lại nó được đâu các nhá. Tại vì là sao? Thì quạt đây là quạt chế, quạt độ thôi. Đấy. Motor này gắn vào cái cánh kia thôi. Đấy, chạy vòng tua nó không thật. Đây bác nhìn thấy không? Đấy. À, tại sao ở trên cái cánh này các bác nhìn thấy không? Nó có ba cánh đúng không? Ba cánh lấy gió mà nó, bác để ý là chỉ có một cánh nó bấm một cái khuyên này lên. Đấy, thì cái này thì bác có thể tham khảo nhá. Đấy, cái này nó mục đích của nó cân bằng. Đấy, nó cân bằng, có nhiều bác rất là dành cái này, nó có là cân bằng động đấy. Đấy, có bác dành, có bác nói như là giáo sư luôn đấy. Em thì em không có biết nhiều lắm, nhưng mà có bác chia sẻ lại. Tại vì là nó bắn như vậy để nó cân bằng đấy. Cánh này khi nó chạy ấy. Đấy. Ok, thank you các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Cái quạt này 2 triệu rưỡi các bác nhá. Điện 100V. Về chỉ cần cho chạy một cục biến khoảng 300W là ok rồi các bác nhé.